Vâng, chào các bạn. Hôm nay thì tôi lại tiếp tục ra địa bàn cua của dì Ba để cập nhật những cái tình hình mới nhất cho mọi người. Vâng, bây giờ là 11:10 thì cua bắt đầu ra. Công tác chuẩn bị của những người phụ giúp dì Ba bắt đầu rồi. Chanh, muối đã chuẩn bị sẵn sàng. Một số người đến sớm thì cũng đang chuẩn bị để mua cua. Hôm nay là thứ sáu thì người mua cũng không được đông cho lắm các bạn. Mặc dù hôm nay là cũng là ngày một trong những ngày gần cuối tuần rồi, nhưng mà người mua cũng không quá nhiều. Chắc là do trời mưa nên người mua đến cũng không được đông lắm. Vâng, một vị khách rất là đặc biệt của dì Ba. Đến mua cua dì Ba nhiều chưa chị? Mua nhiều lần à? À, nhiều lần rồi. Hôm nay mình định mua mấy con chị? 2 ký. Dạ. Nhà chị là ở đâu chị ha? Ở đâu ạ? Sân bay á. Sân bay ạ? À, Tân Bình. Dạ. Ben đi học mẫu giáo chưa Ben? Chưa. Dạ, chưa, nó đằng chưa. Trả lời Ben. Bây giờ bà trả lời ông kìa, thôi ông không có mua cua đâu. Lên lên, trả lời bác, ông có bắt học chưa? Dễ thương quá. Những người đến mua cua cho dì Ba thì có rất là nhiều vị khách đặc biệt các bạn. Cậu bé này cũng vậy. Ben bao nhiêu ký Ben? Ben bao nhiêu ký? Chắc không biết hả? Ben không biết hả? Nó nhiêu ký chị? Nó khoảng ba mấy ạ. Ba mấy ký à? Vâng, 14 năm tuổi thôi mà 37, 38 ký rồi. 40 ký rồi. Kìa, con nói đi bác ơi, cho con cua, nói đi. Em đến từ đâu em? Em ở bên Bà Chiểu qua à. Quê em thì ở Gò Công á, cũng trên đường quốc lộ 50 luôn à. Dạ. Em làm gì ở Sài Gòn? Dạ em là photographer. À, một người chụp ảnh. Dạ. À. Biết xem bài tarot nha. Ờ, cảm ơn em. Rồi, chúc em ngon miệng nha. Dạ rồi, cảm ơn. Vâng, đây là một anh được dì Thúy cho anh này cua. Anh cảm thấy như nào khi được cho cua anh? Rất là sướng. Anh nhà ở đâu anh? Ở gần đây không? Quận Tư. Quận Tư hả? Quận Tư mà mình đạp xe qua đây mua cua hả? anh biết dì Ba qua đâu anh? Chắc trên mạng rồi. À, trên mạng hả? Rồi. Vâng, chúc anh ăn ngon miệng nha. Rồi. Cảm ơn anh. Anh đây ra xe đạp. Vâng, anh này đi từ quận 4, đạp xe qua từ quận 4 qua đây để mua cua. Cũng khá là xa đó các bạn. Do những người bán phụ dì Ba thấy anh này dễ thương và nhiệt tình, nhưng mà cũng khó khăn nên đã tặng anh này một con cua. Mai mua tiếp. Mai mua tiếp không sao. Thôi em đi về ăn cơm mà cua ngon, ăn miếng nha. Em này qua đi mua cua thì được
phí là cho con cua nha mọi người. Vâng, đây là sự chia sẻ giữa người với người các bạn, rất là ý nghĩa. Người khó khăn chia sẻ với người nghèo. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Anh này rất là mừng các bạn. Anh mừng nó luống cuống luôn. Vâng, chị Thúy, người phụ bán cua cho dì Ba, là người cho anh này con cua. Anh này trả 100 ngàn nhưng mà chị Thùy nó thôi cho luôn. Còn dì Ba ra rồi các bạn. Dì Ba với mâm cua trên... Cua rất là ngon các bạn. Nhưng cua rất là chắc, rất là chất lượng. Nhiều người nước ngoài cũng đi ngang qua đây cũng khá là tò mò vì tại sao lại có một điểm bán cua đông như thế này. Còn bây giờ thì khách bắt đầu đông hơn rồi các bạn. Đây các bạn ơi. Ủa chị, mình là đến từ quận mấy chị? Em ở Tân Phú ạ. Tân Phú hả? À, sao mình biết cua dì Ba? Em thấy trên mạng. À vậy hả? Hôm nay đến đây thì có cảm xúc sao chị?
anh ơi. Vậy hả? Dạ. Chắc là theo dõi lâu rồi hả chị? Dạ đúng rồi, theo dõi lâu rồi. À, chị theo dõi từ từ mạng xã hội nào ạ? Facebook mà anh. À. Dạ. Cảm ơn chị. Vâng, có một anh dùng cua ngay tại chỗ luôn các bạn. Anh đã thử rồi thì thấy chất lượng cua như nào anh? Ngon à? À, ngon. Ngọt lắm. À. Anh biết cua gì ba từ đâu anh? À, thấy coi trên mạng quảng cáo. Dạ. Dạ. Anh đã đến từ đâu anh ha? À, Tân Bình. Tân Bình à. Hôm nay thì mình mua mấy con cua anh? 4 con. 4 con hả? 3 con gạch. Một con cốm. Dạ. Hết thịt rồi. Dạ. Để anh này nữa. Cốm. Dạ. Chất lượng cua là ngon anh ha. À, ngon. Vâng, đây là một anh chị đến từ Long An cũng lên đây để thưởng thức cua ngay tại chỗ các bạn. Đây. À, rất là nhiều người đến đây để ủng hộ dì ba. Vâng, những vị khách cuối cùng đến đây mua cua nhưng mà đã hết cua rồi các bạn. Mâm cua thì cũng đã hết trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ đã hết. Vâng, vẫn còn một con cua cuối cùng. May quá. Anh này mua được một con cua cuối cùng các bạn. Hai con cua đúng không? 170 nha. 170 cái. Vâng, 70 tuổi nhưng mà vẫn tay xách nách mang hàng ngày đi buôn bán. Dì ba có gì nói với mọi người không dì ba? Thì có về ngày mai ấy, ủng hộ cho dì ba nha mấy con. Là ngày mai thứ bảy phải không dì ba? À, thứ bảy chủ nhật. Dạ. Là dì ba bán nhiều quá. Dạ. Là ngày mai ra ủng hộ dì ba ha. Rồi. Dạ.